Chào cả nhà đã quay lại video của em nha. Thì hôm nay vợ chồng em làm món cá ngừ kho lạc ăn với bún nha cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cả nhà. Trời ơi, con chào cả nhà. Chuẩn chỉnh quá ha. Thì, mời cả nhà cùng làm món cá kho lạc với vợ chồng em nha cả nhà. Thì, con sáng mua được con cá ngừ nha cả nhà. Đây là nguyên liệu cà, khóm, chế ớt chứ okay. Không cay nha cả nhà, với hành với sả nha cả nhà. Giờ em chuẩn bị ôm tỏi đang ốp cá nha cả nhà. Kêu quá, cái con gà nó cũng đứng đây chứ, nó phái quay phim hay sao, gà nó lại đây đứng nữa nè. Ngay cửa sổ. Để vô cá ốp luôn để còn yeah. Ướp cho nó thấm chút như vậy vậy đó, một ngọt hột niêm ha, hạt niêm hạt. Cá cũng cần tươi ha, xíu nước mắm muối. Mình để 15 phút sau mình mới chiên chiên sơn cái đó ha. Dạ. Rồi, ốp xong để đây 15 phút nha cả nhà. Đập xả ra cho thơm hả? Đập cà chua. Bỏ cái đầu. Bỏ phần đầu, lấy phần đít. Cắt làm chín luôn. Để lượt cái cà chua. Để lượt luôn. Cho nó thơm. Này thôi, nó không cay. Nào cho nó đẹp. Sắc khúc khúc ha. Xong hương liệu về nha. Mình chỉ cần nêm gia vị hương liệu này. Một ít dầu. Dầu sôi. Hỏi thơm rồi đó. Cho cà chua với khóm luôn luôn nha các bạn. Hôm rồi đó, nó săn rồi đó, mình tắt bếp đi. Cho nó ra cái tô này nha cả nhà. Xào sơ rồi cho nó ra tô nha cả nhà. Cá nãy giờ ốp thấm rồi, mình chiên sơ lại luôn nha cả nhà. Chiên cá luôn, cái chảo mình thử nguyên liệu dầm chiên cá luôn. Cho chú chảo mình chiên cho nó vàng vàng mình mới kho nha cả nhà. Thật tươi. Hồi nó vàng như là một bề cho nó săn như thịt nó cứng lại nha cả nhà. Trở về nó luôn. Nó vàng vàng vậy là được nha cả nhà. Giờ mình gắp nó ra luôn. Mùi cá ngừ thơm hết hồn. Ồ, quá đẹp rồi cả nhà. Thơm phức luôn. Bắt cái nồi nước lên nha cả nhà. Này có nước dừa càng tốt. Mình không có xài nước dừa. Dừa cao quá mình không có hái được. Mình dặn đường cho nó ngọt. Có nước dừa nó mới ngon ha. Thấm vô nó ngọt, mềm. Kệ để đường cũng được. Cho cái tô nguyên liệu gia vị. Mình cho cái tô nguyên liệu nãy mình mới xào rồi mình để vô luôn nha cả nhà. Có nước có màu lại ha. Rồi, mình cho cá vô luôn nha cả nhà. Sao cái đầu to quá ha. Cho nó sôi lên mới ăn được con. Cho nó chín mới ăn được chứ. Xong, mình đã cho cá đều vô rồi cả nhà. Niêm luôn ha. Mình cho muỗng hạt niêm cả nhà. Bột ngọt. Nãy mình để đường rồi phải không? Dạ. Giờ cho muối nè. Tí muối nè. Rồi cá này. Vừa ăn chưa? Ngon à. Ngon. Tự nấu tự khen luôn. Tự nấu
cho gấp hành vô. Sát nước xuống ha. Dạ. Nãy ngập con cá giờ nó cá trồi lên. Cá trồi lên. Nước sắp cạn rồi. Để cái cá lên. Cá lên. Chín thì nghe cả nhà. Múc nước ra mình dùng nghe cả nhà. Wow. Đau bụng quá. Mới múc ra mà thấy đau bụng rồi đó. Tô này của Nghi nè, trắng tươi à. Đi chan nước tương nha cả nhà. Hai vợ chồng mình đây. Hấp dẫn quá. Em thấy hấp dẫn quá. Khui cá này của Nghi nè. Có cá nữa. Bún cá kho của mình chín nha cả nhà. Mời cả nhà dùng với vợ chồng mình nha cả nhà. Thấy khúc ớt thì quải, mà ớt này ớt không cay nghe cả nhà, ăn nó the à. Rồi. Cá thịt cá săn chắc, mời cả nhà nha. Cá dẻ hết biết luôn. Chiên á. Mời cả nhà ăn bún nha. Rồi, con mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn bún với con. Ngon quá cả nhà. Ăn bún với tương không mà ngon vậy hả? Đó. Nàng nghĩ ăn cá này thử ra. Ăn ít xỉu thôi, ăn một miếng thử. Ăn thử một miếng thì nó ngon. Cá. Không ngon. Ngon hả? Cá mà không ăn. Ăn chưa. Mời cả nhà ăn bún nha cả nhà. Mời cả nhà ăn bún với con. Cá kho lạc ngon thì mình con cá không chịu ăn. Rồi ăn bún rồi. Ăn bún với tương rồi. Được miếng ớt cho cá cay. Ngon vậy ăn đi. Này hơi lạc nha, chấm nước mắm luôn. Dạ. Mời cả nhà dùng cá nha. Cá chiên là nó dẻ ngon. Lâu lâu ăn cũng bữa ngon quá ha chồng. Hai năm bữa ăn một lần rồi bây giờ còn ăn nữa. Ngày, ngay mùa dịch thèm bún riêu mà không có nguyên liệu để nấu, coi cá này nấu bún cá luôn. Riêu cần nó để chiến kia hả? Vâng, gấp ăn đi con. Này bằng có cho dừa vô ha, ngọt. Đúng, nấu với nước dừa nó ngon. Nấu nước dừa ngon hơn nấu nước lạnh để đường. Ta phải để miếng đường phèn ha. Nó ngọt hơn nước dừa nữa. Dạ. Coi chút cho mẹ hái cho con nước dừa luôn đi. Dừa cao lắm con, tháng Tết. Cây dừa cao. Cây nào cũng cao lắm. Cá ngừ này thịt cũng thơm ha. Thơm, thịt dẻ ghê. Dẻ. Thịt chắc mà dẻ lắm cả nhà. Con khứa cá này của con nữa nè. Cái này của con mà con không ăn. Con không ăn hả? Nè, con gấp bún giỏi em. Để gấp bằng hai tay mới được. Gấp bằng hai tay nữa hả? Dược tay hả con? Dạ. Gấp một tay thôi chứ. Gấp hai tay mới được, còn gấp một tay không được. Kỳ vậy. Dưới mặt con luôn ba, ăn dưới mặt con luôn. Ăn nước có khóm này thơm dễ chồng. Cái này có rau muống bào nữa là ăn giống là giống muống riêu luôn. Muống riêu người ta nấu giờ heo cua, còn mình cái này cắn. Ngon không nghe.
Bữa dài quá hả? Bữa dài quá. Bữa dài quá. Cố lên. Bà ăn là ngon hai con ăn hết rồi. Ăn ngon hai con mình ăn hai con hết rồi. Nước này cá này nó ít xương. Thôi mẹ cho. Thịt nó dẻ hơn ghê ha. Dẻ thơm. Ngon y gan như thịt cá ngừ. Gió hiu hiu mát không? Ừ? Gió hiu hiu mát không? Gió mát quá trời mát luôn. Nấu vậy ăn không ngán nè. Ừ. Ngon quá. Mẹ. Cho nước mà mẹ ăn. Nước nó dần. Mở ra mình ngồi lại chút mắt của má. Chút mắt của má. Bà cho mẹ ăn xương. Ăn xương tại nghiệp. Tội nghiệp hả? Mẹ chút vô lấy cá cho nó ăn ha. Dạ dạ. Cái cá ngừ cho nó ăn. Cho mèo cho ngừ luôn hả? Dạ. Rồi ngươi nịnh cho mèo ăn phải không? Dạ. Nhân hậu quá ta. Nịnh ăn nhớ dành phần cho mèo. Mẹ nghe nghe con nè. Không phải mẹ ăn ngươi với con nè. Mẹ con lấy miếng cây. Nước của nó cũng đâu mặn hơn. Dừa. Dạ. Mẹ ăn theo con nè. Không mình... mình kho lạc nhưng mà mình ăn với bún á. Mẹ ơi mẹ ăn siêu con. Mẹ ăn siêu con nè. Mẹ ăn ba luôn. Sáng đúng, đúng ngon thiệt. Dẻ. Ê mẹ cho ăn gì. Mẹ cho gọi nha. Mua con cá người này nhiều khi cũng hơi xui nữa. Nhiều khi cá nó không có được tươi. Hôm nay mua được con cá tươi. Ngon. Cá tươi thịt nó ngọt. Dạ. Dễ. Rồi, nó miệng ra. Bữa lại. Ừ. Vậy mới giỏi chứ. Đổ mồ hôi luôn á bầu. Ừ, ăn đổ mồ hôi luôn. Hồi đó mẹ, mình ăn một con nướng đâu. Rồi hát ba gì bữa đó không hát ba gì. Quên rồi. Dạ con quên rồi. Quên hả? Em định đi phải không ba? Phải không? Ba cũng quên rồi. Ba cũng quên không? Mẹ đâu có nhớ đâu. Hai ba con hát mà mẹ đâu có hát. Chị Ta cùng ai thè hay thè nó rất không cao nhưng mà vẫn cao nó thè ăn đổ mồ hôi ăn tôi bún quá đã đổ mồ hôi luôn cả nhà. Vợ chồng em xin kết thúc video đây, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha cả nhà, hẹn cả nhà trong video sau. Còn giờ thì vợ chồng em bye bye, bye. Chào cả nhà.